Chiều ngày 1 tháng 6 năm 2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cùng lãnh đạo các sở ngành đã làm việc với quận Gò Vấp để tháo gỡ các khó khăn của địa phương này sau 2 ngày lập chốt phong tỏa và áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 năm 2020 của Thủ tướng. Hai ngày hôm nay chúng ta gặp lại cái khó khăn của nhau. Đó là đúng cái giờ cao điểm. Đặc biệt là đầu sáng thì tất cả những cái này đều phụ nữ. Đúng không ạ? Thì tôi nhìn phân tích với đồng chí rồi, khi ra phương án thì mình trước một biết thì nó chắc chắn nó sẽ xảy ra. Bởi vì sao? Bởi vì cái lưu lượng giao thông đến cái đầu cửa ngõ đó là nó hàng ngày. Và chúng ta đó, là mỗi một người xử lý bằng tay, nhìn, xem, với hương vị chắc mất 10 giây. Đúng không ạ? Dù là người đó là hợp tác người mới ra, còn gặp chỉ cần có một trường hợp tự cãi thôi. Từ cơ sở những phân tích trên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẳng định việc lập chốt là đúng nhưng cần điều chỉnh, phối hợp đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó cần có sự phối hợp với các địa phương giáp danh để giảm tải các vị trí lập chốt. Đề nghị sau buổi hôm nay, anh Dũng có thể mời cái này có thể làm trực tuyến được không? Các lãnh đạo của tất cả các địa phương có cái kỷ giới hành chính là đáp tranh với lại là mình dựa trên phân tích của lực lượng công an, đặc biệt là công an giao thông thì chúng ta cân nhắc lại các vị trí mình lập chốt. Theo ông Dương Anh Đức, việc lập các chốt giáp danh này nhằm hướng đến mục tiêu kiểm soát dịch trên địa bàn thành phố nói chung và quận Gò Vấp nói riêng. Chốt kiểm soát trên địa bàn nào thì địa phương đó chịu trách nhiệm. Riêng đối với các chốt kiểm soát trên địa bàn quận Gò Vấp, cần thiết lập hai hệ thống chốt khác nhau. Ngoài chốt lớn ở các cửa ngõ thì có thêm chốt nhỏ ở các khu vực có nguy cơ, trong đó các chốt nhỏ cần làm nghiêm hơn. Còn đối với các chốt chính, cần ban hành lại quy định, trong đó nêu rõ vào giờ cao điểm thì lượng phương tiện quá đông, lực lượng chức năng không kịp thời gian xét hết trường hợp thì kiểm tra theo xác suất dựa trên mật độ lưu thông cụ thể trên các tuyến đường. Khi thấp điểm thì tăng tỷ lệ kiểm soát lên hoặc kiểm soát chặt chẽ 100%. Cũng tại cuộc họp, trước đề xuất của quận Gò Vấp về tăng cường lực lượng, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẵn sàng chỉ đạo công an các địa phương và phòng chuyên môn hỗ trợ quận trong việc kiểm soát người và phương tiện.